Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Và hôm nay thì mua bán xe cũ lại gửi tới anh chị và các bạn thông tin chi tiết về chiếc Mazda 3. Sử dụng máy 1.5 số tự động. Sản xuất là tháng 7 năm 2019, xe có ngoại thất màu đỏ pha lê. Nội thất là ghế da màu đen. Các chi tiết của chiếc xe còn nguyên zin nguyên bản. Cám kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản được đồng giấy tờ là xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao trách test toàn quốc. Anh chị và các bạn có thể mang ra hãng hoặc gara chỉ định để kiểm tra xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội một chủ từ mới có hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe anh chị và các bạn đang quan tâm thì có thể liên hệ nhé xe làm bánh với quãng đường là 28.200 km và chiếc xe hiện đang giao bán với mức giá trong khoảng trên dưới 600 triệu thôi để biết rõ chính xác thì anh chị và các bạn có thể liên hệ em em sẽ gửi thông tin chi tiết cũng như các hỗ trợ đầy đủ cho anh chị và bạn nắm rõ với phiên bản Mazda 3 1.5 số tự động sản xuất 2019 này thì nó đã có trang bị phanh tay à, ghế ghế chỉnh điện rồi anh chị ạ Đấy, sẽ quay tổng quan sơ qua chi tiết về chiếc xe để các bác có thể tham quan được cái độ đẹp của chiếc xe Mazda 3 này các chi tiết keo chỉ cũng như các phần ốc ác rồi những cái phần dập của nhà sản xuất vẫn còn nguyên zin anh chị nhé sơn si cũng như là các phần mép đối mép cản và có thể qua là rất là khít ạ đây là phần cánh cửa này với phần cánh cửa thì nó có trang bị bọc da ở phần tab ly cũng như là các phím điều chỉnh lên xuống kính. Chủ xe thì cũng đã trang bị thêm một nốt thảm trải sàn rồi. Lên trong, à, trở lên cái chiếc xe nó trở nên sạch sẽ và nổi bật. Các chi tiết ghế da các bác có thể thấy qua. Mọi chi tiết ghế da còn rất đẹp ạ. Còn hàng ghế thứ hai thì nó rộng rãi cho ba người ngồi. Điểm hơi đáng tiếc thì nó chưa có cửa gió điều hòa nhưng mà đã có trang bị cửa sổ trời rồi. Và ta cùng đi tham quan một chút đến phần cánh lái để thấy được cái độ đẹp của chiếc xe. Đây là phần cánh lái này. các bác quan sát cùng em. Các phím điều chỉnh là lên xuống kính rồi chỉnh gương. Đấy, các chi tiết của chiếc xe còn trong tình trạng là hoàn hảo. Em sẽ quay rõ tổng quan để các bác có thể thấy được cái độ đẹp của chiếc xe. Ốc ác, keo chỉ, mọi chi tiết còn nguyên zin qua cái clip này thì anh chị và bạn có thể nhận định được chiếc xe nó đẹp đến bao nhiêu phần trăm thôi. tổng quan chiếc xe em sẽ quay sơ qua để cho các bác có thể thấy được chất lượng ghế da ghế thì thế ghế da thể thao ngồi rất là ôm lưng và cũng như là có sự thoải mái cho người ngồi. có các à, có trang bị phanh tay điện tử cũng như là các chế độ lái vô lăng bọc da tích hợp các phím điều chỉnh chức năng gửi số vô lăng có trang bị rất là đầy đủ anh chị ạ xe thì cũng có hỗ trợ uh, chống chân trượt rồi là uh, i stop đầy đủ các tính năng công nghệ và em mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan uh, qua về cái bộ máy 1.5 của chiếc xe để thấy được cái độ nguyên di nguyên bản của chiếc xe anh chị ạ các chi tiết đừng uh, đường gân của lắp cabo mọi chi tiết còn nguyên di em sẽ quay tổng quan để các bác thấy ốc ác này mọi chi tiết đều nguyên zin theo nhà sản xuất Lúc vừa rồi thì em đã tổng hợp sơ qua cho anh chị và các bạn thông tin về chiếc Mazda 3 phiên bản máy 1.5 số tự động sản xuất là 2019 đã trang bị ghế chỉnh điện và lăn bánh quãng đường là 28.200 km hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá là 609 triệu còn giảm và hỗ trợ cho anh chị và các bạn khi liên hệ trực tiếp online trên màn hình Xe có hỗ trợ trả góp lên đến, đến 70% giá trị xe. Cam kết rõ cho anh chị và các bạn là máy móc nguyên di nguyên bản không đâm đụng, không ngập nước. Bao trách test toàn quốc anh chị nhé. Tất cả các cam kết ở trên văn bản hợp đồng thuế tờ. Và cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi tới kênh mua bán xe cũ và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở các video tiếp theo của mua bán xe cũ.